xin chào các bạn, mình là Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện về cái button sheet trong spec uh, compose. thì uh, đầu tiên chúng ta sẽ đối uh, với một số bạn mà chưa biết về cái button sheet là gì thì các bạn phải nhìn thấy ở bên này. đó chính là một cái button sheet. Uh, thì uh, chẳng hạn như này chúng ta đang có một cái màn hình như này. bây giờ chúng ta muốn hiển thị thêm các nội dung kiểu hoặc uh, thêm các option hoặc thêm một cái phần gì đó. thì cái uh, cái uh, cái button sheet là một cái mà khi chúng ta bấm vào mà để khi nó xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện từ bên dưới này nó sẽ đi lên như này. Đó, khi mà chúng ta dismiss nó đi, chúng ta ẩn nó đi thì nó sẽ có animation nó lại đi xuống nó ẩn đi. Đó, đó chính là cái bottom sheet thì đối với cái bottom sheet này nó được ứng dụng khá là đa dạng, nó rất là đa, đa dạng. Chúng ta có thể làm rất nhiều thứ chẳng hạn như có thể chúng ta có thể hiển thị một cái uh, hiển thị một cái lỗi chẳng hạn bằng cái bottom sheet này, thì hoặc là chúng ta có thể um, hiển thị thêm các nhiều các cái lựa chọn như là có, um, bạn có muốn thêm các lựa chọn này không? Đó, hoặc là như trong cái màn hình này của của Material Chấm uh, IO thì người ta có để mô chúng ta một cái này, thì hạn đấy những một cái, một cái khi chúng ta muốn xem cái gì đó thì hoặc là chúng gửi đến thì chúng ta chọn được chọn nhiều cái lựa chọn như thế này. Thì về cái Bootstrap sheet thì đối với đây là các bạn đang nhìn đây, đó là M 3 nhé thì nó sẽ có các thành phần chính kiểu này nó số 1 đấy nó là một container ở đây là một cái drag handle thì cái này được khá là giống với iOS đúng không nhưng cái này optional nhá à, cái số 3 là cái screen tức là cái cái phần cái phần bên ngoài với content ấy, chẳng hạn như này à, ở cái đoạn này nhé, khi chúng ta cái cái bottom sheet này được hiển thị này thì cái đây là bottom sheet này còn cái phần phần ở chỗ này nó là cái screen và khi chúng ta click vào đây thì nó tùy từng phiên bản chẳng hạn như trên bờ hai chúng ta sẽ demo khi chúng ta click vào đây thì nó, cái này nó cũng tự động ẩn xuống Hoặc là có những phiên bản thì nó lại không ẩn xuống Thì chúng ta sẽ tí chúng ta sẽ xem cái cách nào Thì đó là cái phần mà Các thành phần cơ bản của cái button sheet Thì cái Cái button sheet này nó cũng, cũng có một số cái vấn đề Mà chúng ta cũng cần lưu ý đến nó ờ, Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện là Uh, làm thế nào để chúng ta có thể hiển thị được một button sheet như này thì tất nhiên chúng ta có thể cài đặt nó bằng cách sử dụng cái box hoặc là nhiều thứ khác thì đối với thằng material của thì uh, google người ta đã cài đặt cái 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 material và nó support sẵn chúng ta cái uh, cái, cái cái button sheet này rồi thì hôm nay chúng ta sẽ mình sẽ demo cho các bạn ba cách ba cách để tạo để 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 hiển thị một cái bottom sheet thì hai cách đây chúng ta có cái bottom sheet sử uh, dụng cái bottom sheet scaffold và cái modal modal bottom sheet layout thì hai cái này có tồn tại ở dạng của tồn tại trong cái material team 2 còn cái modal 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 bottom sheet thì nó cái này sẽ là của material team 3 thì chúng ta hãy thử xem xem là uh, những cái này thì nó khác nhau thế nào và có cái gì mà hơn và khác thì để mà để mà demo cho cái này thì các bạn chỉ cần đơn giản tạo ra một cái project mà support uh, giáp Compose sau đó thì các bạn có một cái main activity và sau đó thì tạo ra một cái composable như này thì uh, đầu tiên thì ở uh, thì tạo ra cái một cái composable này và chúng ta sẽ lúc mà cái phần set content phase chúng ta sẽ xem vào đây uh, thì đầu tiên thì mình sẽ demo về cái put này uh, thì để mà cho nhanh ấy thì mình có cốt sẵn trước một vài cái một cái nhỏ nhỏ trên những cái body uh, demo này cái body demo này thì trong bên trong này nó chỉ có một cái button thôi khi ta click vào cái thì nó sẽ show chúng ta sẽ gọi đến cái function đó là show cái button sheet còn đối với cái thằng button sheet này thì là cái nội dung đây cái button sheet đây cái button sheet này thì có trong này nó content nó chỉ có một cái text là button sheet content và một cái button là để close cái button sheet đấy đi thì uh, ngoài ra thì mình cũng có chuẩn bị một cái là về cái cái top top uh, button app 3 này thì trong này nó có mấy cái Uh, một cái mấy cái bút từ này item thì để mà các bạn hiểu hơn về cái này ấy, thì các bạn mình có một cái video nói về cái scaffold thì các bạn uh, hãy tìm cái link của cái, b, cái video nói về scaffold làm nào để sử dụng cái bút từ ba a ba trong cái scaffold thì các bạn cần tìm cái link trong phần miêu tả của cái video này uh, uh, tất nhiên là các bạn biết rồi thì các bạn không cần phải xem uh, đâu chúng ta sẽ tạo một cái pro chúng ta gọi nó là cái demo uh, six scaffold uh, thì chúng uh, ta sẽ ta gọi là sheet scaffold này thì trong đẩy nó đầu tiên khi chúng ta cũng gõ xong thì nó sẽ yêu cầu chúng ta làm cái cái một cái sheet content đúng không? thì chúng ta sẽ đưa nó vào đây một sheet content sau đó nó sẽ báo đỏ thì nó sẽ báo cái này là ở tiếng thì chúng ta phải thêm cái này vào thì à, cái cái experiment store này thì nó có ý nghĩa là gì tức là cái cái button sheet scaffold này nó đang ở phiên bản mà người ta đang thử nghiệm tức là người ta phát hành ra Google phát hành ra đá và chúng ta là đẹp, chúng ta thử nghiệm nó cũng cũng như Google cũng thử nghiệm nó nhưng mà uh, nếu như cái cái đấy nó không đáp ứng nhu cầu thì có thể người ta ngay lập tức người ta sẽ vứt nó đi người ta vứt nó đi và người ta sẽ xây dựng một phiên bản khác người ta không sử dụng cái đấy nữa nó không giống như phiên bản là uh, alpha beta hoặc là stable tức là nó đã sẵn sàng rồi còn cái cái này chúng ta khi chúng ta sử dụng thì nó 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 khá là nguy hiểm nó cũng khá là nguy hiểm đấy bởi vì chẳng hạn như chúng ta đã sử dụng cho cái ứng dụng chúng ta rồi nhưng mà sau đấy thì tháng sau thì Google quyết định là ờ ok bỏ luôn thì lúc này chúng ta sẽ phải thực nhận thực hiện là uh, update cái cái API đó thì đó là lý do mà tại sao mà nó thêm các cái này vào thì trong phần sheet content này thì mình sẽ sử dụng cái cho cái bottom sheet content vào đây bottom sheet content đó, thì nó nhận vào một cái function là đây đoạn này là nó yêu cầu là hai cái ẩn cái button sheet đi. Button sheet đi. Button Ẩn cái button sheet đi. Đó, thì trong cái phần body này của nó thì mình sẽ cho cái body demo vào đây. Đó, đoạn này thì mình cần đó là show cái button sheet này. Đó thì khi các bạn click vào đây, thì bạn sẽ nhìn thấy là cái button sheet scaffold này thì nó có uh, khá là nhiều thuộc tính và nếu các bạn các bạn hãy hãy nếu các bạn đã quen với cái scope rồi thì các bạn có thể thấy rằng hoặc là các bạn hoặc là các bạn chưa quen thì các bạn hãy nhớ xem cái video về scope thì uh, cái này chúng ta, các bạn nhìn thấy nó có support top 3 này nó có support um, draw draw và các cái thuộc tính còn lại ở đây nó về nó nói về uh, sheet tức là nó nói về bottom sheet con sheet thì uh, ở đây có một cái là cái này chúng ta cần quan tâm này cái cái này chúng ta cần lấy về này Ờ, thì chúng ta sẽ cần một cái state để mà điều khiển nó này thì thì như các bạn thấy so với cái thằng scaffold thì cái thằng bottom sheet scaffold này nó không có sắp nó không thấy có support cái mình không thấy nó support cái bottom bottom up ba nó chỉ có top 3 thôi đó thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nắm là để ẩn hiện nó đã trước nhá thì đầu tiên mình có cái là va là um, state đây nó gọi là gì mình gọi cho nó giống nhau uh, bottom sheet scaffold nó gọi là scaffold state scaffold post state sẽ bằng cái này remember. Uh, remember bottom sheet scope post state, sau đó thì điều quan trọng là mình phải Bắt uh, cái cái state ở đây. scaffold state sẽ bằng scaffold state. Uh, thì bây giờ nắm làm để ẩn hiện nó đi, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ viết trong cái function nữa. Nào, là show bottom sheet thì um, cái này sẽ nhận vào mà không unit, và unit đi nó function và uh, return dạng uh, unit thì sẽ Cái này sẽ là coroutine à mình cần một cái coroutine scope nữa. Các bạn nếu các bạn nhìn nhé các bạn scaffold state.bottom chấm uh, sheet state này. Uh, nó nó giống như nó giống như cái lúc nó nói về cái scaffold ấy, thì nó có mình cái này mình có bottom sheet state này, draw state này, stack bar host state này thì cái draw state nhưng lần trước chúng ta đã nói về ở trong scaffold tụi mình mở được cái drawer đúng không? Thì này cũng thế nó sẽ có cái, cái kiểu là expand Uh, version này nó có expand này đó thì khi các bạn mà mở nó như này thì nó bảo ở ờ, này ta cần tao là sắc, sắc function ta cần phải chạy trong một coroutine hoặc là trong một cái sắc function khác thì chúng ta dùng cái coroutine scope coroutine scope bằng remember coroutine scope cho nó ra chạy nó vào đây coroutine scope cho nó launch đó, uh, ok nó sẽ chạy ok ta sẽ viết đồng cái function khác là 2 n bottom sheet routine scope dot launch uh, scarpro state scarpro state chấm uh, chấm hide uh, expand collapse um, collapse tức là thu lại uh, collapse thu lại thì uh, tại sao cái, cái việc, cái việc mấy cái function này nó khá là lợi thế nhá. kiểu như chúng ta sau chúng là muốn thay đổi gì ta thay thay đổi ở đây luôn đó tức là đoạn này nó hai đúng không? hai hai cái bottom sheet thì chúng ta gọi hai bottom sheet đó, đoạn này show gọi show bottom sheet OK, bây giờ thì chúng ta thử chạy cái ứng dụng này nhé. Chúng ta cho cái demo bootstrap này, demo, uh, demo scaffold bootstrap, demo, demo, demo bootstrap scaffold, mình cho nó vào đây, import đúng OK, đây mình có viết sẵn nên mình sẽ phải bỏ mấy này đi. Nếu bây cái mình chạy thử cái ứng dụng này. Chúng ta sẽ chạy thử xem là nó sẽ hiển thị lên như nào. Um, các bạn bấm vào sau button sheet này. Đó thì cái button sheet đây thì cái, cái nội dung content nó ở, ở phía này ấy thì mình có có thể mình sẽ phải trên cái background một chút để cho nó khác đi đúng không? Đó mà bấm vào đây lại lâu này. sau button sheet này. Bây giờ chẳng hạn như mình mong muốn là click vào đoạn này nào. Cái đoạn này người ta gọi là scream đúng không? Scream này, đoạn này cũng click vào nhưng nhưng mà đối với, thằng, đối với thằng đối với thằng đối với phiên bản của thằng sử dụng cái đối với thằng button button sheet scaffold này khi chúng ta click vào bên ngoài này, nó không ẩn đi nó không ẩn đi, nó không ẩn đi, đó, nó close. bấm này. đó, nó không ẩn, nó cũng ẩn. Đây là một trong những cái đặc tính của thằng bottom six thì không biết trong các cái thuộc tính này mình không thấy nó có cái phần nào để support cho cái việc mà click, uh, click ở bên ngoài, click ở bên ngoài mà để cho ẩn cái này đi mình không thấy. Uh, thêm một cái vấn đề nữa chẳng hạn như bây giờ cái button six careful này, chẳng hạn, thì bây giờ trong cái giao diện của mình mình muốn nó support cái top 3, Uh, top 3 đúng không thì ở trong này nó có có cái này có cái thằng này nó có support top 3 vậy thì bây giờ chẳng hạn như là cái giao diện của mình mình cũng muốn nó cái cái này nó support cái bút từ a ba thì nó làm nào đó, thì làm nào để nó support cái bút từ a ba đấy uhm, thì đây bây giờ hạn bây giờ nếu mà như này cái thằng bút từ combo này nó không hề mình không thấy nó support cho bút từ a ba đúng không thì bây giờ chỉ có một cách là mình phải ở trong cái phần body của nó mình chỉ tạo ra một cái scaffold đúng không thì trong cái scaffold này đang ở uh, value, đúng không? Um, betting value ạ đó thì mình cho cái phần body này nên vào bên trong cái tầng scaffold này uh, modifier chấm betting uh, betting value đó thì chẳng hạn thế thì bây giờ nếu mà mình muốn sắp cái này thì mình sẽ có cho, cho cái bút từ áp vào đấy được cái cái mình mong muốn không đấy, dưới này mình có sẵn một cái một cái cái tốt tốt bút từ áp ba này rồi nhé thì mình copy nó vào đây đó thì mình cho vào đây thì mình mong muốn là như thế đúng không mình mình, mình thử chạy lại xem nào Đó, thì cái này mình đang cảm thấy là nó nó không thể sâu được cái bút sheet A3 ở đây mình cũng không hiểu tại sao nó 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 không không thể support có thì đấy là với cái đặc tính của thằng bút sheet scarflow này uh, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu chuyện là uh, chúng ta sẽ nói về cái mình sẽ, sẽ sử dụng cái khác đó là cái mô uh, model bút sheet layout cái okay, model bút sheet layout này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái cái là um, composable uh, composable khác đó là mình gọi nó là demo bút sheet layout thì trong này chúng ta sẽ gọi nó là bút sheet layout này ừ, um, ship đó thì nó cũng nó cũng giống như cái thằng uh, bút này nó cũng yêu cầu một cái, cái content thì trong cái con cái, cái, cái content này thì chúng ta cũng có cái là là body content đúng không mình gọi nó là gì nhỉ sheet content body bất tùm content đó thì chúng ta, ok thì cái này chắc chắn nó sẽ cũng giống như thằng kia nó bảo cái này là API đang ở trong giai đoạn thử nghiệm chúng ta phải thêm cái annotation này vào ở tiếp theo trong phần body này thì cũng giống như cái kia thôi chúng ta sẽ sử dụng cái body demo body demo đó sâu so. thì bây giờ chúng ta cũng cần ẩn ẩn hiện đúng không ẩn hiện cái button, uh, show hoặc hai lần nó đi đúng không thì chúng ta click vào đây chúng click vào đây chúng ta sẽ thấy là nó có cái modal button, modal mô này đúng không thì chúng ta sẽ có biến này còn cần một cái state này chúng ta sẽ cần một cái state nó ở uh, state bằng uh, remember remember mô sheet state này chúng ta sẽ nó gọi là gì sheet state đúng không và cũng gọi nó là sheet state cho nó thì cái này nó yêu cầu một cái một đạo button sheet state này thì nó cận click vào thì nó bảo ờ ừ, ta cần một cái giá trị khởi tạo thì cái giá trị khởi tạo này thì mình tức là mặc định thì cái uh, tức là khi mà người ta mở cái cái, cái màn hình ra thì các bạn muốn cái 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 sheet đấy cái, cái 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 cái, body sheet đấy nó 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 ẩn đi và khi nào một cái click button thì nó show lên hoặc là các bạn muốn nó show ngay lập tức khi nó vào thì chúng ta sẽ chỉ định cái giá trị ở đây đó, thì bây giờ chúng ta cũng cũng cần cũng cần phải có hai cái function đúng không? đó là show cái bottom sheet này bottom bottom sheet Đó, thì nó là cái cái function kiểu như này giống như chúng ta vừa viết thôi sẽ bằng cái này show bằng này oh, uh, sheet tên này chấm show Đó, nó có function là show uh, và hide hai tức là show và ẩn ẩn đúng không thì show và ừ, nó khác dưới này nhé, Cái dưới này là expand với lại collapse thì cái thằng sang thằng vừa này nó dùng cái API gọi là show thì nó cũng là suspend function thì bạn nữa chúng ta sẽ phải dùng cái coroutine scope và coroutine scope. sẽ bằng remember có coroutine coroutine scope. Remember coroutine scope. Ok. Đây. coroutine scope launch cho nó cũng có hần đi. you need. đi. Ờ, code this code. Ok, si state hai đã. Thì đoạn này đúng không? Chúng ta sẽ là ẩn cái này đi gọi đến hai được. Hai là hider. Hider put the sheet. Ở à, body này thì đoạn này có function cái function này chính là show show button sheet này. Ờ, thì bây giờ chúng ta sẽ muốn chạy chạy cái này đúng không? Chạy cái này, chạy thử cái này. Xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ refresh này, bỏ cái này đi nhá. Đó. Ờ. Chạy chạy lại. Sao diện chắc là nó sẽ giống y hệt nhau thôi. Ừ, cũng như thế chúng ta sẽ bấm vào bấm show button sheet này à đó là chúng ta chưa cho cái sheet state vào đây nó sẽ không chạy chúng ta phải cho cái sheet state này sheet state rất nhiều khi bị cái lỗi này và ngồi trách mãi, chạy hiểu tại sao thì à, bấm này show nó show đúng không? bạn nhìn thấy cái màu đấy, cái screen này bên này nó có cái screen này thì nó, các bạn nhìn thấy có một cái độ nó tối hơn đúng không? khi mà click outside, đó click ra bên ngoài thì nó ẩn đi, nè, bấm này click này ẩn đi, bấm này còn gọi bấm close này ẩn đi đúng không? bấm này show này bấm ẩn, ok thì đấy là cái sự khác biệt giữa nó bây giờ chúng ta thử từ cái giao diện chúng ta muốn support cái quãng kích một đạo phút nào này chúng ta ở đây thì chúng ta khi mà bấm vào đây thì chúng ta thấy là ở ok nó chả sao bác gì không có top ba cũng không có không có bức tường áp ba không draw thì bây giờ chúng ta chẳng hạn như chúng ta muốn bọc nó vào chúng ta muốn đọc bọc một cái scroll vào đây đó thì chắc nên cái ông này ông cần cái betting value rồi cái câu chuyện về betting value nó cho cái body vào đây

top top kiểu ví dụ vậy nhé Ờ, thì xong là chúng ta cũng muốn support cho cái bút tùm áp nữa thì giờ uh, uh, top top bút tùm áp đúng không đó thì chẳng hạn như thế này thì mình này mình chạy lại thì mong muốn mình rất rất là nhiều ứng dụng chúng ta cần phải support cái hai cái này đúng không thì chúng ta cứ chạy lại đó thì nó cũng có support đây nhé. đây chính là cái bút tùm áp chúng ta đã, đã làm ở trong cái phiên bản ở trong cái cái video nói về scaffold thì chúng ta bạn muốn show bút sheet này đó thì nó vẫn được đúng không thì cái bút, chúng ta luôn luôn mong muốn là cái button sheet con tay này nó phải ở trên nó ở cái cái layer cao hơn ở cái nó, nó che nói cách ngắn gọn nó che được cái nó che được cái bút từ ba đi quick outside nó nhìn này đó chúng ta cũng hoàn toàn có thể kéo nó xuống này đó, kéo lên kéo xuống kéo lên kéo xuống được ok chúng ta có thể close nó phải cờ lâu nó này đó thì cái cái thằng mà cái thằng cái thằng, cái thằng mình thấy là cái button sheet layout này nó một câu chuyện khá là hay nó, nó ok nó nó khá là được nó nhớ được thì nó đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta nó đáp ứng được cái nhu cầu của của mình nhiều hơn chẳng hạn như là uh, hầu hết các trường hợp là người mình sẽ mong muốn là khi mà click outside này thì nó sẽ ẩn tự động ẩn cái button sheet này đi như ví dụ như này còn đối với trường hợp của thằng uh, cái thằng uh, scaffold này chẳng hạn thì Uh, nó lại là kiểu như chúng ta mở lên ấy thì nó nó khi mà nó mở mở cái button sheet lên ấy thì người ta um, lại vẫn click được vào cái button này nữa thì nó tùy nhá, nó tùy tức là khi nó sẽ tùy từng trường hợp um, mà các bạn sẽ sử dụng cái, uh, cái 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 button sheet scaffold này hoặc là cái modal button sheet này này thì đối với thằng này thì um, nó có một cái nhược điểm, mình thấy nó có một cái nhược điểm đó là Chẳng hạn như là ở đây là cái màn hình to nhất ở bên ngoài đúng không? Chẳng hạn đây là cái màn hình to nhất ở bên ngoài rồi thì nó nó bao như này. Chẳng hạn trong cái phần body này nó là các bạn nếu mà các bạn khi các bạn làm việc với này uh, với navigation component ấy, thì đây là nắp hút chẳng hạn hoặc là thường hoặc là cái nắp hút các bạn bọc ở bên ngoài nhưng mà ở bên trong này sẽ thường là các cái màn hình chẳng hạn như là uh, home rồi là đến uh, category mình ví dụ như thế rồi đến product uh, detail chẳng hạn thì thì chẳng hạn hoặc là như như cái hình này nó là home này friend này inbox này profile này thì trong những các màn hình con giống như tầng màn hình con đấy nó muốn show một button sheet ấy thì có một nó chỉ có một cách đó là nó phải phải cái thằng bên trong này nó phải pass một cái function một function là show hoặc là hide được cái button sheet xuống cho cái thằng màn hình category hoặc thằng product detail thì tại lúc đó thì cái thằng category thằng product detail nó sẽ phải gọi đến cái function đó để nó show ẩn tức là chúng ta phải bát cái function đấy xuống xuống dưới xuống dưới nữa thì nó mới show ẩn được đúng không? thì thì bởi vì là cái 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 sheet state này chúng ta phải khởi tạo ở đây và chúng ta phải dai phải gắn nó cho cái modal modal button sheet layout này đúng không? chẳng hạn như bây giờ nhé các bạn ở đây là bắt đầu bây giờ cái màn hình này mình hôm nữa sau khi hôm thì có một cái button này các bạn kích cái button đấy thì nó mở ra cái trang Uh, category chẳng hạn hoặc là trang uh, product list là một danh sách các cái sản phẩm trong cái danh sách các cái sản phẩm đấy khi các bạn bấm vào cái trang product detail đúng không ạ thì các bạn muốn show một button gì thì lúc đấy các bạn phải có một cái function để gọi lại gọi ngược lại ở đây thì nó mới show được cái button sheet này đúng không? thì cái giống như cái lúc cho làm cái app tiktok này mình sẽ nói các bạn cách mà làm cái app tiktok này chẳng hạn khi mà ở trong cái trang mấy cái lúc các bạn theo dõi cái video về app tiktok này thì các bạn sẽ thấy là uh, khi mà nó vào trong trong trang này nó bấm vào cái chat này thì để mà sâu cái button sheet đấy thì các bạn sẽ phải có một cái function để part, để đẩy xuống cái thằng mãi cái thằng dưới đấy thì nó mới sâu được. Thì đây cũng là một cái, cái, đây là cái nhược điểm của cái thằng moda button sheet nail này kiểu như nó nó không linh động và nó chúng ta phải bắt cái function đấy qua nhiều cái thằng. Chẳng hạn như là cái thằng category này nó không muốn nó không muốn cái sử dụng cái function của không nó chẳng biết cần biết gì về cái cái sheet content nào. Nó chẳng có nhu cầu nhưng mà vì nó đi qua cái thằng category này nên nó phải pass cái function này xuống. Ví dụ như vậy nhé. Thì bây giờ uh, câu câu chuyện đấy nó phải giải quyết được như nào? Thì ở trong cái mình thấy có cái thằng uh, material 3 này nó giới thiệu một cái modal button sheet này, mình thấy là có thể nó giải quyết được cái vấn đề đấy. Thì trong cái modal put sheet đấy thì để mà enable được nó thì các bạn phải ở trong cái phần này phần về build.gradle này. build.gradle đó thì các bạn phải uh, phải implement cái material theme 3 này vào thì add, add cái dependency này vào thì nó mới có, nó mới có, nó mới support bởi vì thông thường chúng ta tạo project ấy, thì chúng ta chạy với material material v2 thì thì trong một ứng dụng ấy thì cái đây cũng là một vấn đề nhé các bạn nó, các bạn nhìn đây thì cái này là m2 này, còn cái này là m3 này thì nó cho phép <laughs> nó cho phép mình dùng cả hai cái m2 và m3 cùng nhau nhưng mà theo mình ấy, thì thì chúng ta không nên không nên sử dụng như thế <laughs> nó nó hay bị lỗi thì tí nữa các bạn sẽ thấy là khi nó sử dụng cả hai cái này thì nó bị lỗi thì bây giờ bây giờ mình sẽ thì demo cho cái này ạ bây giờ mình đã enable cái m3 ở đây chẳng hạn mình có một cái m3 như này thì uh... <laughs> chẳng hạn bây giờ mình sẽ sử dụng một cái scaffold đây này ở đây các bạn nhìn thấy nó sẽ hình như nó sẽ success cả hai cái cả hai cái loại scaffold một cái là cho mười hai một cái là cho mười ba được ạ bây giờ mình cứ chọn bừa một cái đi xong mình cho bút từ app ba này. này mình đang một số bút từ nó ba đúng không à. họ trong cái này sẽ có setting lại trong này có cái body đúng không body vô body fire betting betting và nhiều ok thì này đoạn này cần show cái bút sheet đúng không show đúng không thì cái thằng này bây giờ nó sẽ um, bù đắp bút sheet này vào ba. thì cái thằng này bây giờ nó sẽ phải cần có một cách chúng ta sẽ phải gọi đến một cái mua đắp bút sheet này ba thì chúng ta sẽ phải cần một cái remember state kiểu khác đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến này một cái này, um, và ở trong đó va đi uh, is a show uh, button sheet button sheet button sheet uh, Uh, by remember Rồi nó sẽ báo uh, motion yeah, không thể import gì cả chắc là phải mở đoạn này nên bảo là import vào get venue runtime remember set venue họ oh, mutable họ oh, mutable state này uh, flow này đầu tiên là flow này uh, trong đoạn này này, ở dưới đoạn trong cái đoạn này nhá. À, mình check này, nếu mà um, is a show is a button sheet này thì mình sẽ có là cái modal button sheet modal button sheet này on this beat thì tí mình sẽ giải thích này, cái này nó sẽ là đây. Nó sẽ cũng kiểu đây là cái API đang trong phiên bản thử nghiệm nhá. Thì cái đoạn đoạn này thì mình sẽ làm gì? Trong này mình có một cái bộ content đúng không? Vẫn là uh, body content button sheet content demo này đoạn này mình cần uh, ẩn nó đi này. Cái đoạn này mình cũng cần ẩn cái bút sheet đi này. Button sheet này. Tức là cái on dismiss request này là khi chúng ta click vào cái screen ở bên ngoài screen này này, cái screen đây, click bên ngoài này thì lúc đó chúng ta phải tự ẩn đi chứ không nó không tự động ẩn như Như à uh, trước nữa, Hoặc là chúng ta muốn xử lý cái action gì ở đây. Ẩn này. Bây giờ cũng đã đoạn này là cần uh, cần show này, cần show button sheet này, show bottom sheet này thì luôn nó là integer scope bất kỳ, à bất bằng bằng chú thôi. Thì bây giờ ẩn cái này đi như thế nào? Thì uh, mình cần đến một cái gọi là cũng cần một cái var call tin scope này. bằng remember call scope này và mình cần click kích các bạn kích đây, các bạn sẽ thấy là uh, nó nó cũng có một cái sheet state này, đây nó cũng state sheet, sheet state đấy. Cái, nhưng mà các bạn Đấy các bạn Khi bạn click vào đây Thì She's dead She's dead She's Đây nó là của m3 Nó là của, của m3 Thì She's dead Quay lại Quay lại đoạn này nào. Bởi vì là Click vào đây này She's Đây Đây chưa Đây chưa She's dead đây mình sẽ tạo ra cái sheet state này sẽ bằng đó thì khi chẳng hạn nhân đoạn này nhé tại vì tại vì sao mình mình mất cái thời gian để mà tìm kiếm cái kia bởi vì là các bạn nhìn đây là material 3 nhé còn cái mà vừa mình ở dưới các bạn cũng có cái remember moda button sheet state này đây này remember moda button sheet state những cái này của m2 chúng ta đang sử dụng cùng cả m2 và m3 trong cùng một cái project nên là cái đoạn này nếu mà các bạn không muốn viết nó dài dòng như thế này thì các bạn có một cái cách khác, không có cách khác kiểu như này, là import import theo kiểu alias này, tức là đây import theo kiểu này, tức là uh, mình import này, xong mình as as remember button sheet m3, mình, mình kiểu mình kiểu đặt cho nó một cái đó thì cái này sẽ trở thành remember m3, tức là tên thật của nó là như này, đó. Còn nếu mình đặt cho nó một cái bí danh như thế này thì để cho nó dễ viết thay vì chúng ta phải viết cả lúc mà import cả một cái dài như này đúng không? Thì chúng ta import một cái này để phân biệt giữa thằng M3 với cái thằng M2 thôi. Có thì đoạn này chúng ta sẽ đoạn này đúng không? on the mix, thì chúng ta sẽ truyền một cái state bằng state vào đây. À, và nó ẩn đúng không? Thì state, uh, chấm, à, chắc là phải ẩn nó đi. Thì muốn ẩn đúng không? Vậy chắc là phải có call out in scope. Don't launch. Đó, thì ẩn ẩn nó đi, đó thì ẩn. Ẩn nó đi thì ẩn button sheet thì chắc nó cũng phải ẩn button sheet đây, đúng không? Thì uh... thì cái đoạn này ẩn cái button sheet đây mình chỉ gọi sheet state là ẩn đi nhưng mà cái ở bên ngoài mình đang điều khiển cái sheet state này thì để bằng cái cái là is the show button sheet này thì bằng một cái biến ấy thì mình muốn lắng nghe là bởi vì cái này nó nằm cái job đúng không? Trong nằm vào job job của cropping scope nó thì mình sẽ là invoke khi mà invoke confirmation tức là khi mà cái cái job này nó chạy xong ấy, thì mình sẽ biến là either show state bằng flow Đó thì để nó trả lại cái biến này không cái biến này nó bằng chu lúc chúng ta bấm ẩn ấy thì nó lại xong lên xong lên bởi vì cái nó đã check này cái này là cứ bằng chu thì nó sẽ hiển thị cái cái modal button sheet đúng không? Cho đó chúng ta phải ẩn nó đi. ở à, đoạn này chắc là cũng tương tự thôi. Kiểu này, copy này nhá. Thay viết Đó thì thì chúng ta sẽ thử chạy lại cái 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 này nhé thử, thử chạy cái 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 demo với cái thằng này import mà thử chạy đó, bấm show button này đó thì các bạn thấy nhé, cái này nó có một cái thằng này là mặc định đúng không thằng này là mặc định bởi vì đây là quả gì M3 này, cái M3 nó là cái drag handle drag handle này, đó nó là option thì chúng ta có thể ẩn bỏ đi cũng được mà là lại kéo ở đây này nó kéo ở đây ẩn lên kéo lại ẩn lên đúng không kéo lên kéo lên cái xuống vẫn được nó nó cái này cũng kiểu giống cái của iOS mình nhớ như thế bấm ra ngoài ẩn đi này bấm show này show này bấm close trong này cũng ẩn đi nhưng mà các bạn có nhìn thấy không cái đoạn này nhé, cái này mình có mấy cái button của ấy thì nó lại hiện kiểu ở dưới cả luôn cái này. đó, chúng ta sẽ phải có một cái phần kiểu padding content nữa, nó không giống với cái cái lần trước của hai cái kia đúng không? hai cái kia thì nó ẩn, các bạn nhìn thấy button này, này, cái button này đó đó thì nó đang bị lạc, nó đang bị nhầm với này, cái action của cái, cái 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 button cứng của cái device đó, thì đây cũng chúng ta sẽ phải nếu mà sử dụng cái này chúng ta phải điều chỉnh nhiều hơn. thì nó bấm ra ngoài thì nó cũng ẩn được thì bản nó cũng support cái cái modal position mà cái cái bước từ A3 như bình thường thì cái cái bản thân mình ý, thì mình thấy là cái modal position của M M3 này nó hay hơn ở cái điểm như này tức là vừa nãy chúng ta phải nói câu chuyện là đối với thằng thằng modal uh, position layout của M2 này ý, thì chúng ta phải muốn cái cái best con đấy nó phải các cái, cái best con đấy nó muốn Muốn, muốn hiển thị thì nó phải pass cái function xuống để nó gọi đến đúng không? Bởi vì chỉ có thằng chỉ có thằng của chỉ chỉ có thằng mô layout này nó giữ cái sheet state thì nó mới ẩn hiện được cái được cái, cái 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 sheet cái sheet content thôi. Bởi vì cái sheet content này sheet content này nó gắn với thằng mô layout này đúng không? Còn đối với cái cái thằng uh, mô của M3 này thì nó lại nó nó linh hoạt hơn. Chẳng hạn như thế này. Bây giờ chẳng hạn các bạn tạo ra một cái màn hình uh, Uh, composable chẳng hạn rock, uh, detail đi kiểu như này nhá thì bây giờ các bạn sẽ chẳng hạn như cái này đoạn này các bạn không muốn dùng cái scaffold nữa các bạn chỉ dùng có một cái body thôi các bạn đây chẳng có cái body này à, các bạn có một cái uh, column đi đó thì mình có cái modifier này bằng modifier chấm max size nhá kiểu này nhá Ở trong này các bạn có cái gì các bạn có một cái cái body này các bạn copy cái body này xuống còn copy cá này xuống luôn được, copy cá này xuống, copy cả này xuống, chẳng bracket tiêu này, nó sẽ báo thiếu mấy này đúng không? thì mình copy cả này xuống, vào gì? đó, cái này không cần betting value nữa, chẳng hạn. đó thì cái cái thằng này chẳng hạn thì chẳng hạn như cái thằng này cho nhận vào cái modifier đi bằng cái modifier này đó thì trong này cái thằng scaffold đúng không thang, nó chỉ có mỗi cái thằng scaffold trong này thôi thì bây giờ chẳng hạn như mình chẳng hạn đây là mình hôm này sau là mình bấm vào hôm thì nó nó chuyển đến nó chuyển đến trang uh, category này category này nó lại chuyển đến trang product detail của mình chẳng hạn đúng không bác product uh, detail chẳng hạn thì lúc này mình sẽ hiển thị trong trang product detail ở đây đúng không? Thì cái modifier thì chẳng hạn như thế à, hoặc hạng đấy là mình sẽ truyền dùng cái kiểu như nó với box ở đây chẳng hạn nhé Thì cái modifier view, view max size này xong mình chấm cái padding này bằng padding uh, value. Trong là chẳng hạn như thế. Đó thì chẳng hạn trong đây là product detail đi. ở uh, product detail các bạn chạy lại nhé các bạn chạy lại các bạn chạy lại thì, thì đoạn này các bạn bấm vào sau so bút này đó ở nước ngoài ẩn thì cái này tức là gì tức là cái việc mà các bạn sau cái bút sheet ấy thì nó không phụ thuộc vào cái thằng cha ở bên ngoài nữa đó không giống như câu chuyện ở, ở dưới cái thằng mà về về bút sheet layout này tức là cái thằng cha bên ngoài nó bọc ấy, cái thằng boot từ sheet nail nó bọc ở bên ngoài thì các bạn mà muốn cái thằng bết, các cái màn hình con ở bên dưới ấy, chẳng hạn như trong câu chuyện khi mà home này, chẳng hạn đối với thằng boot boot sheet layout ở đây nhá, boot sheet nail ở đây. Cái thằng boot từ sheet layout này nhé thì cái thằng boot sheet layout boot này thì chẳng hạn đầu tiên các bạn bọc nó bằng ở bên ngoài đúng không? Xong các bạn mở đến home này, xong các bạn mở đến category này, xong các bạn mở đến product detail ấy thì product detail chẳng hạn thì product detail mà muốn sâu cái boot sheet thì các bạn các bạn phải đưa một cái function qua home đưa function qua category đưa cái function đấy vào trong the block detail để thằng block detail nó gọi đến cái function đấy thì để nó hiển thị lên cái button sheet ở sheet ở đây bởi vì thằng chỉ có thằng modal button sheet layout này mới có mới giữ được cái sheet content và nó mới uh, mới có cái sheet, sheet state này thì mới mới show mà ẩn được cái cái đó còn đối với thằng modal button sheet layout m3 này thì nó lại linh, linh hoạt hơn nói chung là cho phép ông ta ẩn ở đâu cũng được à sâu động được mà ẩn ở đâu cũng được cái thằng tùy cái màn hình ở trong đấy nó tự quyết định rất là hay mình thấy cái này nó rất là linh động và hay ngọ Thì mình rất là thích cái thằng của M3 này thì nó nó giống như chúng ta sâu sâu một cái một cái tia thì cái, đó, thì chúng ta sâu động được. Thì mình thấy cái cái này hay hơn. Và đối với này, thằng này nó cũng linh hoạt hơn. Đó, thì chẳng hạn còn đối với có một cái vấn đề nữa đối với thằng bottom sheet layout này, modal bottom sheet layout ấy. Đó là ở câu chuyện đó là khi chúng ta cái sheet content này. Đó là nếu như mà chúng ta như các bạn nhìn thấy đây chúng ta chỉ có mỗi một cái button sheet content thôi. Vậy bây giờ nếu như chúng ta đã, bây giờ tất cả các cái màn hình con ở bên trong của cái thằng này đó chẳng hạn như home, này, category này, product detail này, ba cái thằng đấy nó sẽ hiển thị ba cũng muốn cả ba cái thằng đấy nó đều muốn ba cái thằng này nó đều muốn có nhu cầu là hiển thị button sheet nhưng mà ba cái nội dung khác nhau. Home nó muốn hiển thị một cái cũng là bút sheet nhưng mà cái cái nội dung bên trong bên trong nó là phải là khác thì chúng ta phải làm thế nào thì chúng đoạn đấy thì chúng ta sẽ phải check chúng ta sẽ phải check là uh, xem là cái này, này là cho hôm này thì nếu, nếu là hôm thì sẽ hiển thị một cái uh, Home hôm uh, bút sheet content này đó nếu mà là category thì chúng ta sẽ phải hiển thị là một cái là uh, category button sheet content này còn uh, nếu mà là block detail đi detail thì chúng ta sẽ hiển thị một cái block uh, detail content uh, detail content product uh, detail sheet content thì cái đoạn này ấy, vậy thì nếu như các bạn mà tạo ra cái trường hợp như này vậy thì nếu như một, nếu như nó không phải là ba trường hợp này thì sao thì giá trị ban đầu khởi tạo ấy, thì nó không nó chưa lúc mà ban đầu các bạn chạy app thì nó chưa phải là một cái bút touch nào cả thì lúc đấy các bạn sẽ bị lỗi nó sẽ bị crash app nếu các bạn đã làm cái này các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị crash app đó thì nếu crash app khi khi ở đây thì nếu như mà các bạn mà search trên các cái stack ở follow hoặc gì khác ấy thì nó bảo là hãy thêm một cái một cái, cái, cái spacer vào đây thêm một trong cái, cái hay vào khoảng 10 db vào đây chẳng hạn thì các bạn lúc hidden mới ẩn hoặc là hiện nó thì nó sẽ không bị crash app nhưng mà đây chỉ là một cái giải pháp uh, kiểu uh, cái cái giải pháp gọi là gọi là fix kiểu là tình thế thôi chứ còn cứ, lúc mà lúc mà các bạn chuyển được cái này thì thực sự đoạn 10 db nó vẫn bị giật đó thì nếu mà các bạn chuyển được các bếp như thế còn nó chỉ cách được các bạn đấy thôi nhá còn lúc mà nếu mà các bạn cái đoạn này các bạn chắc chắn phải thêm đúng? chẳng hạn như các bạn có một cái, uh, chẳng hạn các bạn tạo ra một cái i 5 class như này nhé, với thằng bootstrap sheet này các bạn, i năm class này nên là uh, bootstrap sheet table chẳng hạn như thế này đúng không, uh, home, hôm uh, này, uh, category, 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 xong là bracket, uh, detail đúng không, uh, category này, category category này thì các bạn đây đoạn các bạn sẽ phải tạo ra cái type đúng không? Uh, uh, chắc là phải type các bạn chẳng phải ra um, bottom sheet type uh, sẽ bằng remember uh, remember uh, multiple state of uh, um, phải có giá trị khởi tạo chứ Ê, chẳng hạn như thế đúng không? thì chẳng hạn như là bottom sheet type chấm home chẳng hạn thì chẳng hạn như tay từ chấm home thì ở trong đoạn này các bạn squid content này đúng không kiểu như là uh, sheet content này sẽ là when uh, put the sheet tay đúng không hôm uh, home thì hiển thị cái gì này import is không được chấm bao nhiêu à? à. đó thì từ từ à uh, button site category chẳng hạn như này. Đó, thì uh, button sheet product detail. Đó thì nó sẽ phải như này. Ừ, nhưng mà có câu chuyện bây giờ chẳng hạn như các bạn vừa mở app lên ấy thì các bạn ở ra cho cái này bằng gì? Chẳng hạn như cái tầng button sheet home này nó nó cần một cái một cái ID gì đó chẳng hạn như này, thì nó lốt cái cái chẳng hạn như cái cái, cái cái product ID chẳng hạn như trong câu chuyện ở về cái này nhá. Như trong câu chuyện về cái về cái, cái 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 màn hình này, cái cái video của top top này thì nó cần một cái một cái ID của cái video đó thì nó mới lấy được các cái phần chat, các phần comment của cái ai đó. Thì lúc mà ban đầu chúng bạn làm gì có cái ID đấy, đúng không? Không có ID đấy. Bởi vì chúng ta không biết là cái nào cả để 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 load các bạn chat này ạ. Ví dụ như thế chúng ta không có cái ID đó thì chúng ta bắt buộc phải là khởi tạo bằng một cái giá trị là ăn tức là ở cái ban đầu chúng ta phải thêm một cái giá trị của button sheet này nữa là ăn nâu ăn thì đoạn này nó yêu cầu là, ê mày thiếu một cái trường hợp này, thì mình phải có trường hợp else đúng không? Thôi kiểu kiểu unknown này, đó thì unknown đoạn này thì mình phải hiển thị cái gì? Nếu mà mình để trống như này, các bạn mà để trống đây chẳng hạn thì mình ví dụ đây các bạn có cái, uh, sẽ là đây sẽ là cái cái chat chat button sheet này, họ button sheet này, còn đây đoạn này category này các bạn chẳng hạn các bạn, có cái category button button sheet này sheet này. ở ờ, trong cái đoạn này mình các bạn sẽ có làm cái product, uh, product detail bottom sheet này. Còn đoạn này nếu ăn lâu các bạn buộc phải trả về một cái spacer với hay là còn 10 dB để nó tránh bị crash up. Nếu không các bạn không có cái này nó sẽ bị crash up. Đây là một cách chúng ta fix cái vấn đề đó. Thì đấy là một câu chuyện mà vấn đề của và tất nhiên là khi các bạn mà gửi xuống ấy thì các bạn sẽ phải tạo ra một cái function đó là lúc uh, ngoài show bottom sheet này các bạn sẽ phải đưa vào một cái parameter nữa là type đó, kiểu như bottom sheet type trong một đoạn này Mà show thì các bạn sẽ phải assign cho cái button sheet type này bằng type type đây đó có type đó bằng type ừ, cái này phải chuyển nó thành byte đi bằng Byte này thì cần nữa đó thì các bạn sẽ ở dài nó phải ở dài nó vào đây đúng không? thì đoạn mà show button sheet này là, chẳng hạn đây body này, chẳng hạn mình ví dụ đây là show bằng hôm đi thì đây sẽ là hôm chẳng hạn table bằng hôm ạ. thì show button sheet bên dưới cũng thế đúng không nhưng khi pass cái function này xuống thì bên dưới nó sẽ tùy được show và cái bọn bút cái sheet content này nó sẽ trách tùy theo cái loại loại button sheet table mà nó sẽ hiển thị lên ở đây. nhưng đấy chính là một cái vấn đề của của là một cái vấn đề của thằng sheet layout Nó là việc này pass cái xuống không có quá nhiều kiểu Ờ, phải có sử dụng một cái nhiều kiểu để check trong trường hợp mà trong một cái app mà có nhiều cái muốn show cái nhiều cái button sheet ờ, thì thì cái cái thằng mà uh, moda cái moda button sheet của m3 này nó giải quyết cái vấn đề đó tức là uh, thằng product detail mình muốn hiển thị gì thì hiển thị mà thằng kia muốn hiển thị gì thì hiển thị khá là khá là hay nhưng mà lại có một câu chuyện đó là khi hầu hết các app chúng ta đang chạy với m2 thì muốn làm như thế thì chúng ta phải update lên m3 đó thì nó là tùy vào cái dự án của bạn thì trong cái phần này hôm nay chúng ta đã nói về đủ mọi góc cạnh của cái thằng uh, bluetooth này rồi thì hy vọng video này nó sẽ giúp các bạn làm việc cái thằng bluetooth này uh, hiệu quả hơn uh, các bạn nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ đăng ký kênh và um, để để đón nghe các cái video tiếp theo um, về cái chủ đề sách và cũng như về android về coding cảm cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn